Lên nha các thân. Và hôm nay hôm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 10 tuổi rồi hả? Wow, 10 tuổi mà hát rất là chính xác và hát rất là hay luôn. Và bây giờ xin cho Gia Hưng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn em hơn. Và em hát rất là dễ thương. Và tiếp theo, bây giờ tất cả quý vị và các bạn ở đây muốn